Chào các bạn anh chị và các bạn nhé. Hôm nay em sẽ review cho các bạn anh chị một lô đất trên bán đảo. Tổng diện tích đất là 3,5 ha. Trồng trái cây. Có 350 cây na thái và 250 cây 250 cây xoài nha mọi người nhé. Đất nằm vào huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Thì trước đây thì em có tìm hiểu không có tìm hiểu về Gia Lai, cho nên em cứ nghĩ Gia Lai xa hơn Đắk Lắk, cho nên là khí hậu ở Gia Lai nó rất là nóng. Vì Đắk Lắk nó rất là nóng nha mọi người nhé. Thì sau khi thực tế thực địa thì em có sự cảm nhận thực tế thì em sẽ chia sẻ cho các bác anh chị tham khảo. Gia Lai thì độ cao của Gia Lai nó rơi vào từ 500 đến 600 mét so với mặt nước biển. Khí hậu thì có nóng hơn Đắk Nông một chút mấy độ, nhưng thời tiết khí hậu thời tiết mà mùa nắng này tới sớm hơn và kết thúc mùa nắng muộn hơn, và phân biệt rõ ràng là 6 tháng mùa nắng và 6 tháng mùa mưa. Còn ở Đắk Nông thì 6 tháng rơi vào tầm cỡ khoảng là 8 tháng là khí hậu mát mẻ trong lành, còn lại là 4 tháng mùa nóng cho mọi người nhé. Đây là lô đất thì em đã đánh dấu. Vì tại em bị mất flycam cho nên là vô tình em quay lại thì em đánh dấu lại lô đất đó cho mọi người xem ở ngoài mũi đảo. Ở khu vực này là trên biển hồ, rất là nhiều đảo nha các bác anh chị nhé. Tổng diện tích trên đảo này là nó rơi vào tầm cỡ khoảng gần 300 hecta. Một số đảo nhỏ vì tại độ cao là 300 mét cho nên là nhìn thấy nó nhỏ nhưng mà nó rất là lớn và rất là rộng nha mọi người nhé. Từ mũi đảo này nhìn sang đảo làng chài Xê San á, khu du lịch làng chài Xê San á, là theo đường chim bay nó rơi vào tầm cỡ khoảng 1 km là tới làng chài Xê San. Còn mấy cái đảo ở trên cao này to này á là mấy đảo của quân sự nha mọi người nhé. Lúc em bay là em bị mất sóng và mất flycam luôn, vì bay ở khu vực này thì các bác anh chị đi du lịch không nên bay xa nha mọi người nhé. Rất là nhiều đảo. Ở mũi đảo thì nhìn rất là rộng và rất là thoáng nha mọi người nha. Tổng diện tích đất là 3,5 ha. Trên diện tích đảo này á, là hơn 200 hecta và dân sống rất là nhiều nha mọi người nha. Giá của lô đất là 6 giá bán là 600 triệu nha mọi người nhé. Giá bán á, là 600 triệu. Còn đi tham quan và tham quan du lịch á, thì ở dưới này thì cô bác anh chị có thể em có thể điều thuyền cho cô bác anh chị đi tham quan, đi chơi, đi giải trí rất là nhiệt tình nhé. Dân Gia Lai rất là nhiệt tình, vui vẻ và hòa đồng như mọi người nhé. Vì sau một tuần em sống ở dưới Gia Lai thì em cảm nhận cái sự hài hòa, không khí trong lành và con người ở Gia Lai rất là mến khách như mọi người nhé. Em đi tham quan và tham khảo đất. Thì đất ở Gia Lai khu vực này thì du lịch rất là nhiều. Ở đây thì có thuyền đua thuyền độc mộc và làng chài Xê San là được UNESCO công nhận đấy nha mọi người nhé. Ở đây khu du lịch rất là nhiều và thác cũng rất là nhiều nha mọi người nhé. Ở trong khu vực này thì em có đi nó em có quay rơi vào tầm cỡ khoảng 20 cái thác nhưng mà em chưa đi hết. Thì sắp tới em sẽ đăng chia sẻ cho các bác anh chị xem tham khảo sổ sách đầy đủ nhé, các bác anh chị nhé. Gần tỉnh lộ. Từ cái mũi đảo đó vào đất liền nó rơi vào đi thuyền cỡ khoảng 15 phút. Còn nếu các bác anh chị mà có thời gian đi du lịch đi đây đi đó vào làng chài Xê San chơi tham quan rồi ngắm cảnh rồi ăn những món cá tươi ở trên hồ á rất là nhiều. Hát hò nhảy múa các kiểu con đà điểu luôn nha mọi người nhé. Khí hậu ở Đắk Nông cũng nó tương đồng với Đà Lạt nhưng cũng dễ chịu hơn Đà Lạt, vì chắc chắn Đà Lạt nó sẽ lạnh. Sáng mai là phải mặc ấm hoặc là tối là phải mặc ấm, về cái mùa này là phải mặc ấm sớm. Như ở Gia Lai nó cũng rất là khí hậu cũng rất là ôn hòa, rất là mát nhưng mà thoải mái hơn, vì sống ở Gia Lai rất là thoải mái. Từ địa điểm này ra sân bay Gia Lai trung tâm thành phố Pleiku là 25 km, rất là thuận tiện cho các bác anh chị nhé.
khu du lịch rất là nhiều luôn. Đất ở khu vực này là đất đỏ, đất đỏ Ba Gian nhé. Và hết hình ảnh trên cao thì em sẽ quay ở dưới mũi đảo cho mọi người xem. Tiếc là em bị mất flycam, em ra đảo cho nên em chỉ mang một con đi theo và mất luôn, còn con thì em để trên xe. Tiếc em không quay được lô đất toàn cảnh cho mọi người. Hiện tại thì em ở trên thuyền của mấy anh em ở dưới Gia Lai. Toàn thành phố Gia Lai với lại toàn đất Gia Lai là bất kỳ khu vực nào thì em vẫn có người quen ở dưới đấy nha mọi người nhé. Rất là đông anh em và rất là quen, rất là nhiều, cho nên em cũng đi rất là nhiều luôn. Đất Gia Lai rất là rẻ nha mọi người nhé, mà đất đai cũng rất là đẹp, bằng đẹp. Ở khu vực Iagrai á là thủy điện nó nhiều cho nên là nguồn nước nó dồi dào cho các bác anh chị nhé. Do nhiều người chưa được để ý tới, chưa được biết tới á, cho nên là ở đây cũng chưa có những nhà đầu tư nhỏ lẻ, còn những nhà đầu tư lớn là họ về đây rất là nhiều nha mọi người nhé. Ở bên bờ hồ là người ta làm dịch vụ du lịch đi khám phá lòng hồ Sê San. Hiện tại thì em đang đi ở trên thuyền tới đảo, ở địa điểm này gần tới nha mọi người nhé, và em sẽ lên quay vườn cây trái cho các bác anh chị xem, rất là đẹp. Tổng diện tích đất là 3,6 3,52 6, giá bán là 65 triệu. Sắp tới em sẽ quay một số thác, thác ở Gia Lai rất là hùng vĩ nha các bác anh chị nhé. Ở đây là phía bên phải giáp ranh, ở đây trên cao nhìn tất cả các bán đảo còn lại và nhìn thấy làng chài Sê San. Làng chài Sê San là khu du lịch cho những khách du lịch tới chơi tham quan lòng hồ và ăn những cái món cá ở trên lòng hồ luôn nha mọi người nhé. Cá cá tươi ở trên hồ mọi người có thể tùy thích mua, như là rất là nhiều loại cá, toàn cá đặc sản không á. Ở bên này là phía bên trái có trồng na thái đã ra quả nha mọi người nhé, là 350 cây. Và xoài thì có 250 cây. Năm ngoái thu bói là được gần 5 tấn và năm nay thì thu rất là nhiều nha mọi người nhé, nhưng có cái để ăn. Hiện tại thì em đi với chủ nhà và đi một số anh em ở dưới Gia Lai. Người dưới Gia Lai rất là mến khách nha mọi người nhé. Em ở dưới đấy 1 tuần và đi tham khảo đất tất cả các khu vực ở Gia Lai, từ thành phố Pleiku, biển Hồ. Đất rất là đẹp, đầu tư cũng rất là ok nha mọi người nhé. Khí hậu rất là dễ, rất là ôn hòa, rất là dễ chịu. Dễ chịu hơn ở Đắk Nông. Mặc dù là nắng tới sớm hơn nhưng mà khí hậu nó rất là dễ chịu. Theo em cảm nhận như vậy. Vì hiện tại em ở Đắk Nông, em sống ở Đắk Nông là gần 20 năm. Và em cũng ở 1 tuần ở dưới Gia Lai thì khí hậu em nghĩ Gia Lai nó nóng, nhưng thực tế là cái sự nhận xét của em chưa thực tế, cho nên là những cái lời nói trước đây về Gia Lai thì có những cái lời nói nó không được hay, không được phù hợp. Ở dưới này thì một số anh em ở dưới này thì họ đi buôn mai. Mai thì rất là nhiều loại mai, mai phôi, mai cây, mai cái gì cũng có, mai các kiểu là các loại mai. Ship tận nhà luôn nha mọi người nha, ship tận sân. Xoài ra bông rất là nhiều, rất là đẹp. Chất đất ở dưới này rất là đẹp nha mọi người nhé. Còn những về đồ núi rừng hải sản như cá trình đó, thì cô bác anh chị có nhu cầu thì em có thể cho số hoặc là em alo cho cô bác anh chị. Cá lăng hồ Sê San và cá trình, rồi là nói chung là những cái đồ trên núi á, cô bác anh chị có nhu cầu cái gì thì có thể em sẽ ship tận nhà cho các bác anh chị luôn nhé. Cái gì cũng có. Ra biển hồ thì ra thành phố Pleiku thì em cũng được tham quan 2 ngày ở ngoài đấy, thì anh em cũng rất là nhiệt tình, rất là thoải mái. Hệ thống tưới tự động hết vườn nha mọi người nhé. Còn ở trên cao á thì nhìn toàn cảnh luôn, rất là đẹp, rất là thoáng luôn.
Ở đây thì cô bác anh chị đi lại thì cô bác anh chị không quen á, thì nó khó, chứ còn như em thì em có một số anh em dưới này thì họ có thể đưa đi miễn phí, đi khắp nhu cầu. Ở dưới đây, em về một tuần thì có một số anh em dưới đưa em đi tham quan đúng một tuần luôn, không cần phải suy nghĩ về nước Mỹ luôn nha mọi người nhé. Rất tiếc là em bị mất con Flycam, rất là đau đầu nha mọi người nhé. Toàn bộ dữ liệu em quay ở trên trong Flycam là bị mất hết, cho nên em rất là buồn. Xoài trái kinh khủng luôn. Tiêu ở dưới này cũng rất là đẹp. Còn về thác thì rất là đẹp và rất là rẻ nha các bác anh Giá chị mấy nhé. vườn xoài này giờ ngon lắm rồi hả? Gần sân bay, gần thành phố Pleiku, gần tỉnh lộ. Tỉnh lộ là tỉnh lộ 6 664 nha mọi người nhé. Ở đây nhìn phải nhìn trái, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn hết luôn mọi người. Còn về ở đây thì làm một cái nhà ở Gia Lai á, thì cô bác anh chị có thể alo cho em. Nhà gỗ thì em alo một quốc thôi là thỏa thuận giá cả là ship tận giường luôn nha mọi người nhé. Ship tận két của cô bác anh chị luôn, để cho cô bác anh chị đưa tiền ra nhé. Đây là nói những lời nói thật, vì tại một số người anh em ở dưới Gia Lai sẽ xem lại video của em. Cô bác anh chị xem cho em một like, đăng ký kênh ủng hộ em để xem video sau. Sắp tới thì em sẽ đăng toàn cảnh những khu vực em đi ở Gia Lai, thì em sẽ đăng lên chia sẻ cho cô bác anh chị. Và dưới đấy thì có một số anh em ở dưới đấy sẽ phục vụ cô bác anh chị nhiệt tình, chu đáo như mọi người nhé. Còn em thì ở Đắk Nông, và ra Tết thì em sẽ quay lại Gia Lai nếu có duyên cho mọi người nhé. Cô bác anh chị xem cho em một like, đăng ký kênh ủng hộ em để xem video sau. Và một số kênh mà em đăng video của em lên đó là toàn bộ anh em trong văn phòng như các bác anh chị nhé. Nếu em gọi điện cho em bận thì ở dưới phần mô tả em để số điện thoại anh em, thì các bác anh chị có thể gọi alo cho anh em, và anh em sẽ tư vấn cho các bác anh chị nhé. Xin chào tất cả các bác anh chị và các bạn nhé.